Vì nha. Rồi ngay bây giờ anh có biết chúng ta mới nhìn sân khấu chuẩn bị dò số quý vị nha. Mấy gì đa hô, mấy gì đa, mấy gì đa, mấy gì đây, trở lại đây, trở lại đây mà nghe kêu số. Mấy gì đa, mấy gì đa, mấy gì đa, mấy gì đa. Em đi trên cỏ non mọc ôm đôi bờ đường đây, em che nghiêng nón lá trong rụt nhẹ qua nhịp cầu te. Mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, ai chưa có dễ dòng lời này lẽ. Tung 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 tung. Mấy gì đa, mấy gì đa, mấy gì đa, ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng. Hai hộp trứng gà cho quả quả kìa. Mấy gì đa, hey, mấy gì đa. Hai hộp nhỏ một hộp lớn. Hai hộp nhỏ một hộp lớn vậy. Đúng rồi, quả quả có mấy hộp đó là hết rồi, ủng hộ mẹ đi. Tách xuống nhờ em tách xuống dư cho quả anh chị. Mấy gì đa, mấy gì đa, số gì đa. Đây một hộp nữa hả, lớn hay nhỏ chị? Hũ nhỏ, trời ơi hũ nhỏ. À, bỏ riêng hết đi. Mấy gì đa, mấy gì đa, kiếm tiền sữa vậy cho đủ. Mấy gì đa, hey, mấy gì đa, mấy gì đa, số gì đây, mấy gì đây. Nhỏ anh, lớn luôn hả, hộp lớn phía này ghép dễ sợ không? Trời Phật ơi, chắc nghĩ hát lô tô bán chân gà luôn quá. Mấy gì đa, mấy gì đa, số gì đa, mấy gì đa. Dạ sao chị, một nhỏ lớn chị, lớn không, rồi ghép dễ sợ rồi lớn được á. Mấy gì đa, mấy gì đa, mấy gì đa, mấy gì đây. Hậu chứ gà luôn hả, trời dễ sợ chỗ cần luôn. Mấy gì đa, mấy gì đa, Ngọc chạy xuống đưa anh chị Ngọc. Mấy gì đa, mấy gì đa, mấy gì đa, mấy gì đa, ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng. Vui lòng xin ghé quán em đi bán trái sầu riêng, nhưng em không bán tình duyên. Dù cho má thấm bay tàn, sầu riêng trang chưa trong lòng, cách qua đường xin chơi dân dương để em còn đi bán cái gì nè. Đi bán sầu riêng, em bán sầu riêng chứ tình duyên không bán. Em mới thèn trả lời anh rồi đưa đi thăm giường sầu riêng. Gió thổi tóc em bay theo con bướm trắng lượn quanh người. Con 40, con 40, số đầu tiên con 40. Hộp nhỏ 70 ngàn, hộp lớn 150, nhân đôi lên cộng lợi biết không con nhỏ quỷ. Mấy gì đã con 40, 40 nguyên con 40, con 40 số gì đã, ba gì đây, ba gì đã, cái này ba gì đã, cái này ba gì đã, cái này ba gì đã. Bây giờ châu thánh dương châu à, cao độ hoài cao mà mẹ cha không ngó xuống. Cho thôi năm non mà mẹ cha chưa mang trong lòng à, hai bông bị em chồng à, anh đem luộc cầu hôm 34, 34, 34, 34, còn 34 số gì đây, có mấy gì đa, mấy gì đây, có mấy gì đa, mấy hey. Gì ra. Ngày em ra đi, em chỉ mang con tim hành lý để quên mùa đông. Cho tháng năm anh thêm lạnh lùng đôi tay hôm nào. Dìu nhau trong cơn mê đầy giờ đôi cây ấy. Lâu ngấn lê ngàn đời dịch đi. Chiều trên sân ga, tia nắng nghiêng xuyên qua ngàn lá giấc mơ đời ta. Theo chuyến xe tan trong nhạt nhòa bên nhau phút này. Làm sao anh xa con tàu lệ em rơi mãi. Ai biết được lòng mình mà lặng câm cho nó 35, 35 cái 35, 35, 35 số gì ra, con số gì ra, số gì đây. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu. Mong vàng hai đứa con chỉ là quá xa xôi. Ta mua một mái nhà xanh, ta mua một đất nước tình. Tình mình đẹp mãi có anh và em, tình mình đẹp mãi với ấp liệu rừng. Con 19, con 19, con 19 này, con 19, con 19 này, con 19 có ra con mây.
số gì đây, cái số gì ra số gì đây, số gì đây. Nàng chối cha chắc cho ta cái ngu ngơ si tình, đời dung tương dưới bao quân lướt sông nơi muôn trùng. Hôm nay ta sao cúi mặt đành chia tay đớn đau. Nhìn người yêu hạnh phúc mà tìm nghe nhói đau, dù có biết có yêu thương cũng chuyện sâu trong lòng. Phần số ra để chia đôi bốn qua không hiệp hòa, tình giữ lời thời xưa tiếp sau ta còn duyên. Anh ơi! Nguyện sao mười, còn sao mười, còn sao mười anh ơi nhà. Ai mua hai hũ lớn? Bữa nay lương đôi đó, giơ tay đi rồi em giao liền. Rồi. Vô! Mỹ gì đa mỹ gì đa mỹ gì đa. Đức bên đây là quả, bên đây chị này hũ lớn đó nha. Mỹ gì đa bùng gì đa. Quấy gì đa mỹ gì đa bùng gì đa. Mỹ gì đa bùng gì đa. Quân tử làm liều là quân tử dạy, quân tử làm đại là quân tử hôn. 4-14 4-14 4-14 hai gì đây, hai gì đây, hai gì đây. Biết nhau, biết nhau giữa đồ trăng tròn, giữa đồ trăng tròn. Bên nhau mới gặp mà lên non ở khắp tiền. Ơi, thương nhau thì mắm bánh buồn đâu cũng nên duyên. Nguyện 20, còn 20, còn 20, còn 20, còn 20, còn 20, còn số gì đây, số gì đa. Này người yêu hỡi, anh number one trong trái tim này. Number one suốt cuộc đời, number one dẫu can đã mòn và dù sao đi nữa, anh vẫn number one. La 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 la. Còn số ba, 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 còn số ba. Mấy gì ra số gì ra, số gì ra số gì ra. Khinh thường phép chúa ban, gây phiền chớ than vãn. Ta sẽ biêu đầu công chúng, nay chiếu đeo duyên chiều. Cần làm gương cho bá quan cung đình, tội giả trai lòng hành tôi đành ly thân. Ngươi mới là người giả trai đó. Ai đi ra đường nhà hôn, nếu quyết giết chúng tôi chung chết. Có ai nào đâu để rơi máu đào, sống cho riêng mình. 49 49 49 49 49 số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Cái giếng nước trong để dành mà tưới hè. Sao nè? Bảo bảo bây giờ bỏ mẹ mà theo trai. 52 hồi nào má? 52 hồi nào? 52 bây giờ chối không? Không có. Có không? Không. Rồi nói cái chém bay đầu liền đó. Nhận đi, lát chị vô chị cho một hộp trứng gà. Cảm ơn chị. Số mấy vậy chị? 52 52 52 hai gì đây, hai gì đây, hai gì đây. Biết cô đi anh, hai gì đây, hai gì đây. Nào nào mình cùng lại đây về pha, về cho nó hết hay thương về nhà. Nào nào mình cùng lại đây la la, gửi cho tôi sáng tối nay ngủ chuồng gà. Quăng ta kè bon, quăng ta kè bon, quăng ta kè bon, ta cùng chơi vòng tròn. Quăng ta kè bon, quăng ta kè bon, quăng ta kè mâm, quăng ta kè thao, quăng ta kè ly, quăng ta kè cả 23 23 23 23. Tiện đang hát cái bị liệt ngang vậy má. Gì vậy? Tai biến, tai biến, tai biến kệ đó. Tai biến. Giật tóc mai nặng chanh vô luôn đi lại đường rồi. Phát, phát nhạc đi anh. Sao vậy? John em vẽ cái gì trên mặt em vậy? Em vẽ này hả? Ờ. Cái đường giống như là cái đường rạch đó, cái đường. Tại vì mỗi người đều là một cái concept gương concept mặt khác nhau đúng không? Ừ đúng rồi. Giống như đây là con mèo bị xe đụng nè. Đúng không? Cái ghê quá. Bị bầm nè, đúng không?
Trời ơi, tiếng mày mới thấy đụng là vậy á hả? Ờ, đúng không? Trời không ơi. Chứ sao mà đỏ quá vậy? Con mèo này là con mèo Lumi. Mèo Lumi là mèo gì? Mèo Lumi là mèo gì? Không, nó không chịu mèo xe đụng, thí dụ như... Trời ơi. Em mới cười cái răng cũng biến thấy, đi. Em mới thấy thiên thạch ở trong miệng nó văng vô tay chị á. Xẹt ngang mặt chị luôn á. Con này được cái nách thôi mà cái miệng nó cũng thúi nữa. Rồi đó giờ, má em cho đi hát lô tô mà đi giao chân gà, trời ơi đau quá. Ê Thu, em đi làm đi em, nhiệm vụ của một shipper chân chính, đi làm đi. Rồi bây giờ giao chân gà bỏ qua một bên. Ừ. Con mèo bị xe cán bỏ qua một bên. Đúng rồi. Gương mặt của em là cái gì? Thì một cái, một nữ ai cạp quyền lực. À, đu 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 đu. Quyền lực là vậy đó hả? Nhìn em chứ đủ quyền lực sao chị? Đúng à? Nhìn em giống như là một cái bình gốm sứ. Bình sau gốm khi... Sao à, khi... này cái não mà bị sao? Một cái bình bằng gốm sứ sau khi cầm cái búa gõ cái cốp. Nước tan nát hết trơn. Là này là đường nước của nó đó hả? Đúng rồi. Vui chỗ nào? Nè mai mốt. Mai mốt mình hát đó, mình để cái micro xa xa cho em. Em để đây nè, cái nó ịn lên cái môi em, cái em ịn xuống đây, kêu xuống cái càm em đỏ lờm luôn rồi kìa. Vậy hả? Nhìn em chút nữa là giống y chang như Nhã Vi luôn á. Kỳ quá, nhìn mặt chị Nhã Vi kỳ quá. Nhưng ôi! Mà nhưng mà chị Lai, cho em hỏi. Nói nghe nè, mai mốt mà hai đứa đứng đứng thí dụ đứng hai bên chị, đừng đứng gần chị nha. Sao vậy? Chị sợ hai cái sóng mũi đâm lủng chị. Biết sao không? Đừng có đứng gần chị Lai, đừng có đứng gần chị Lai, người ta thấy chị Lai mập. Hiểu không? Ừ. Cái này là đứng gần mấy đứa mà sửa mũi cũng đừng nên đứng gần chị Lai, tại vì người ta biết chị Lai sửa nhiều hơn. À vậy chắc mình nên đứng gần bạn để người ta thấy mình ốm. Không, mình hãnh diện vì cái cân nặng của mình lắm. Chứ đâu có giống như bạn phải nịch nè, bà nội cha nè, giọng nè. Giọng nè cành cành như bao lúa. Tao không hề, không hề nè nè. Chết mẹ chơi ngu dữ trời. Rồi cái đứa gì? Dò số tiếp của vậy ơi. Ê! Mấy gì da? Hê! Mấy gì da? Tôi gì da? Tôi nói cho nghe, ai ăn trứng gà thì kêu luôn một lúc ba. Đi tới đi lui, đi tôi đi ngược, trời ơi có trao dò. Ê, hãy chỉ thầy ta chào thì ăn hủ lớn đập rươi, một ra nghèo thì hủ nhỏ 70, ai hai tăng đi. Hai mươi lăm chậu shipper nó chế nhanh quá vậy. Một shipper chân chính đó chị. Thường đúng không? Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Ôi thôi bà ơi, gây đôi nhịp cầu, gây đôi á như cầu bà ơi có biết á. Tan nát tim tôi, ngày bà lên xe hoa, làm đẹp lòng mẹ cha, cho tình duyên đôi ta cách kia cùng nhau. 20 sao, 20 sao, yeah. Chưa có kinh giọt, tôi tiếp mấy gì đa, mấy gì đa. Số gì đa, cá không, ăn muối cá ương. Con cải cha mẹ là trăm đường con hư. Cá không, ăn muối cá tình. Cha mẹ cãi mình, cha mẹ cũng hư. Con số tư, con số tư, con số bốn, con số bốn. Kính thưa quý vị và con số may mắn con số bốn đã có một chuyến nhân độc giải quý vị nha. Và chúng tôi sẽ phục vụ dùng lại tiếp theo để không mất thời gian của tất cả quý vị đã đến ủng hộ đoàn tới đêm nay. Rồi, quý vị nhớ vé qua lửa, quý vị hãy ghi tên, họ và tên, số điện thoại mình gấp lại quý vị nha. Rồi, số bốn như kia qua có 1. Có 1. 19. Có 2. 25. Có 3. 49. Cô 4. Trong loại 1355 hợp lệ xin chúc mừng. Rồi chủ nhân thứ 2. Và số 4, 19, 25, 49, 1385 hợp lệ. Rồi xin chúc mừng cho hai chủ nhân. Còn ai may mắn chúc thưởng đọc chạy chạy thật lệ, nhanh thật lệ lên sân khấu giùm em nha. Rồi. Trời ơi, bữa nay nhỏ này nó ngày nó trúng thưởng hay sao nội ơi. Số 4, 34, 40, 60. 34, 40, 60 hợp lệ. Trời ơi hay quá em ơi. Rồi số 4, 34, 40, 60 y chang 1355. Rồi y chang luôn. Số 4, 19, 25, 40 hợp lệ quý vị. 1354. Trời ơi dòng này lỗ mẹ nó còn nửa gạp kinh. Trời 34, 40, 60 số 4 hợp lệ. Rồi chúc mừng cho những chủ nhân may mắn. Và chúng ta sẽ quay banh xem ai là người nhận được con gấu lớn quý vị nha.
Rồi số mấy giùm đêm? 15, 18, 15 dìa, 27. Rồi số 8 dìa? 53. Nhiêu? 57. Trời ơi, nó tức kìa. Trời ơi, chia buồn em nha. Rồi, đổi gấu lớn em ơi. Kính thưa quý vị, và Lộ xin gửi đến lời cảm ơn đến quý vị khán giả.